Vì sợ cô con gái Triệu Khả tuổi đã lớn mà chưa kết hôn, ba mẹ Triệu rốt ruột nên tìm đến bà Mai làm mối cho cô một người chồng. Thương ba mẹ Triệu phải lo lắng nhiều nên Triệu Khả chiều theo ý muốn của ba mẹ đồng ý kết hôn với người đàn ông được làm Mai. Nào ngờ vào ngày kết hôn, người mà cô lấy làm chồng lại yêu cầu cô quỳ xuống để bày tỏ lòng tôn kính chị dâu của anh ta. Cô vừa từ chối, đã bị anh ta tắt một cái vào mặt. Anh ta nói nếu cô không tôn trọng chị dâu thì đó là coi thường anh ta. Cô đã trả lại anh ta hai cái tát để chứng minh cô thực sự coi thường anh ta và ngay lập tức từ hôn. Tưởng chừng hủy bỏ hôn lễ, cô sẽ được yên thân. Nào ngờ bà chị dâu hãm cùng với gia đình chồng hụt kéo tới nhà họ Triệu ăn vạ. Bấy giờ Triệu Khả mới phát hiện bí mật động trời về mối quan hệ người đàn ông cô suýt cưới phải với bà chị dâu của hắn thì ra gia đình họ đã phong bạt để lừa cô và bố mẹ Triệu. Nắm được bí mật trong tay, để xem cô sẽ bắt họ phải trả giá như thế nào đây. Câu chuyện gia đình chồng hãm bị con dâu hụt và mặt hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện khi châu thoại ôm cô xuống khỏi xe hoa triệu khả tưởng tượng mình sắp bước chân vào bến bờ hạnh phúc tuy nhiên cô lại không ngờ tới việc bị chị dâu châu thoại giữ ở cánh cửa nhà suốt nửa tiếng đồng hồ chưa kịp bước vào cửa nhà châu thoại cô đã bị anh lạnh lùng đặt xuống đất trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì châu thoại đã bị chị dâu lôi vào nhà và đóng sập cửa lại theo tục lệ cô dâu phải gọi cửa trước khi được phép bước vào nhà hãy bắt đầu thôi tiếng chị dâu tần hoa ngọt ngào vọng ra từ bên trong triệu khả choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người anh chụp ảnh giàu kinh nghiệm lại giải thích ý là cô cần phải gõ cửa và kêu mẹ ơi càng to càng tốt không còn cách nào khác triệu khả bắt đầu vừa kêu vừa gõ cửa Mẹ ơi, làm ơn mở cửa. Dù hét lớn thế nào, cánh cửa trước mặt vẫn không mở ra. Hơn 10 phút trôi qua, giọng cô đã bắt đầu rát nhẹ. Phú dâu phía sau và cũng là bạn bè thân thiết của cô, bắt đầu cảm thấy không hài lòng và giúp cô gọi cùng. Thậm chí người thợ chụp ảnh đi cùng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên. Lạ thật, thông thường chỉ cần gọi một vài tiếng là cửa đã mở rồi. Tại sao nhà chồng cô lại khắt khe thế? Cô nhận ra sự thông cảm trong ánh mắt của anh ta và cảm thấy càng thêm bất an trong lòng. Triệu khả quyết định dừng lại và không gọi nữa. Ngay lúc đó, cô bất ngờ nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất từ bên trong nhà. Lo lắng không rõ chuyện gì đã xảy ra ở bên trong, nên cô tiếp tục gõ cửa. Lần này sau khoảng 10 phút gõ cửa miệt mài thì cánh cửa cũng mở ra, người xuất hiện là mẹ Châu. Bà ta nở một nụ cười hoan hỉ rồi đón cô vào nhà như thể những trò cố ý làm khó dễ vừa rồi không hề xảy ra vậy triệu khả dù không thoải mái trong lòng nhưng dù sao đây cũng là ngày vui nên cô cố, cố kìm nén cơn giận và để bà ta dẫn cô vào phòng khách trong phòng khách châu thoại ngồi trên sofa bên cạnh anh ta là tần hoa người chị dâu đáng mến vừa mới giữ cô ở ngoài cửa khi thấy cô bước vào cả hai đều có vẻ mặt không mấy vui vẻ đặc biệt là châu thoại anh ta hoàn toàn không có vẻ gì là hào hứng, giống như là vẻ nóng lòng muốn giúp cô vào nhà vài ngày trước. Con trai, con ngồi đó làm gì? Sao không mau đứng lên cùng vợ con chúc rượu? Mẹ Châu nhẹ nhàng mắng yêu con trai. Châu thoại này mới chậm rãi đứng dậy, đến bên cô và cùng nâng ly chúc rượu. Thực ra cô đã nhận ra mọi thứ không ổn. Lúc này bạn thân cô đã kéo nhẹ tay áo hỏi rằng có chuyện gì xảy ra. Triệu khả lắc đầu nghĩ rằng dù sao cũng phải hoàn thành nghi thức trước mọi chuyện còn lại sẽ tính sau triệu khả nhận lấy cốc trà mà nhân viên của công ty cưới hỏi đưa tới đưa lên trước mặt bố chồng và nói bố con xin mời bố uống trà bố chồng cô vừa đáp lại vừa vui vẻ đưa cho cô một phong bao triệu khả lại đưa cốc trà khác đến trước mặt mẹ chồng và nói mẹ con xin mời mẹ uống trà ồ oh. mẹ chồng tỏ ra hạnh phúc nhận lấy cốc trà và nhét vào tay cô một phong bao lớn có thể thấy bố mẹ anh ta không có thành kiến gì với cô vậy chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào nhận xong phong bì mừng của bố mẹ chồng cô tưởng rằng nghi lễ đã kết thúc ai ngờ châu thoại bất ngờ đưa cô một cốc trà và nói chưa kính trà cho chị dâu đâu trong khi bố mẹ đều ở đây lại phải kính trà cho chị dâu sao triệu khả chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này ngay cả ở thời phong kiến cũng không có tục lệ kính trà cho chị dâu trong ngày cưới vì vậy cô không nhận lấy cốc trà mà châu thoại đưa thay vào đó cô quay nhìn tần hoa hôm nay cô ta mặc một bộ áo dài màu đỏ rực ai không biết còn tưởng cô ta là cô dâu thấy triệu khả không nhận cốc trà châu thoại lại trực tiếp nhét vào tay cô và kéo cô đến trước mặt tần hoa lúc này cô ta mới nở nụ cười như thách thức với cô dáng vẻ chẳng giống chị dâu mà giống như vợ cả đang chờ đợi nàng tiểu thiếp kính trà. Triệu khả cau mày, không định kính cốc trà này, nhưng chưa kịp mở lời đã nghe Tần Hoa nói. Kính trà thì phải quy mới đúng. Quy? Ai cho cô ta mặt mũi lớn đến vậy? Vừa mới kính trà cho bố mẹ chồng không cần phải quỳ, cô ta lại dám đòi hỏi quy xuống. Triệu khả tức giận đến nỗi, muốn thặt cốc trà vào người cô ta, nhưng vẫn kiềm chế và hỏi châu toại ngồi bên cạnh. Không cần đâu nhỉ? Ai ngờ Châu Thoại lại nói Chị dâu bảo cô quỳ thì cô cứ quỳ đi Đã vào cửa nhà tôi rồi Thì phải nghe theo chị ấy Triệu Khả cười lạnh một tiếng Và đặt cốc trà ra một bên Nếu tôi nói là tôi không kính trà thì sao Vậy thì cô đừng mong có đám cưới này nữa Anh ta cười khẩy một tiếng Có vẻ như anh ta chắc chắn rằng Cô không thể từ bỏ hôn lễ vì sợ mất mặt Triệu Khả nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt Khi mai mối Người mai mối nói rằng anh ta đẹp trai và tài giỏi, là người đàn ông tốt với trách nhiệm. Khi ấy cô đã tin, bây giờ nhìn nhận lại chợt nhận ra thì cô đã tin quá sớm. Đúng vậy, nếu cô muốn kết hôn thì mau chóng đến đây quỳ xuống và kính trà cho tôi. Tần Hoa bên cạnh cười một cách tự đắc, vẻ mặt khiêu khích không hề giấu giếm. Bạn thân cô đã thấy quá trướng mắt nên mới lớn tiếng quát. Tôi chưa từng nghe thấy việc phải quỳ trước mặt chị dâu trong ngày cưới nhà họ châu có ngai vàng để thừa kế hay sao làm quá lắm rồi quy tắc có lớn hay không không quan trọng dù sao hôm nay triệu khả muốn vào nhà này nhất định phải quy xuống kính tần hoa chưa nói xong cô đã tạt cốc nước trà vào mặt cô ta kính cô đấy tần hoa hét lên sau khi nhận ra toàn bộ nước trà nóng đã bị tạt lên mặt và phản ứng đầu tiên là lao vào lòng của châu thoại châu thoại cũng nhanh chóng ôm lấy người phụ nữ kia rồi trực tiếp tát một cái vào mặt cô. Còn dám làm nhục chị dâu, tôi đã cho cô quá nhiều mặt mũi rồi đấy. Bị tát một cái, đầu óc cô ù ù cả lên, bên tai vang lên tiếng hỏi han lo lắng của bạn thân và lời mắng chửi của châu thoại. Mẹ anh ta cũng lo lắng tiến lên đỡ cô, nhưng bị cô tránh mặt. Triệu khả lắc lắc đầu, ổn định lại tầm nhìn rồi đi về phía châu thoại đang đứng. Anh ta đang bận rộn ôm chị dâu của mình và nhẹ nhàng an ủi. Ý của anh là gì thế, Châu Thoại? Triệu Khả hỏi. Ý gì? Tôi đã nói với cô rằng cần phải tôn trọng chị dâu, cô dám làm nhục chị ấy, tức là cô coi thường chị ấy. Tôi sẽ không lấy một người coi thường chị dâu làm vợ. Muốn tôi cưới thì phải quỳ xuống mà xin lỗi chị dâu và nâng chén trà tỏ lòng tôn kính đi. Châu Thoại nhìn cô một cách không kiên nhẫn, hoàn toàn không còn sự dịu dàng chu đáo của ba tháng trước. Tôi coi thường ư? Triệu khả lạnh lùng hỏi một câu. Tiến lên một bước, một cái giật chị dâu tần hoa ra khỏi vòng tay của hắn ta. Sau đó nằm lấy cổ áo của châu thoại và tát cho anh ta liên tiếp hai cái vào mặt. Vì cô đã dùng hết sức, nên gương mặt của gã đàn ông khốn nạn kia ngay lập tức dưng lên. Còn khốn này, cô dám đánh tôi? Cô còn muốn cưới gì nữa không? Châu Thoại muốn đánh trả, nhưng bị vài cô phù dâu bạn thân của cô giữ chặt lại. Hai người bọn họ đều đã học qua võ đạo Không hề sợ anh ta Ngược lại Châu Toại bị giữ chặt đến nỗi Không thể cử động Triệu Khả lấy điện thoại ra và gọi cho em trai mình Theo phong tục Em trai và bố mẹ Triệu sẽ đi thẳng đến khách sạn Vì vậy họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra Chị có sao không? Em đến đón chị về nhà Khi Triệu Khả gọi thì em trai cô Triệu Dương Có vẻ như đã biết chuyện gì xảy ra Nghe như em ấy đã trên đường đến rồi vừa bị giữ ngoài cửa, vừa bị xỉ nhục bắt quỳ xuống, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt. Như khi nghe em trai nói là sẽ đón về nhà, Triệu Khả suýt nữa đã không kìm được mà bật khóc. Khả khả, con đang làm gì thế? Châu Thoại làm sai con muốn đánh hay phạt đều được. Làm sao con có thể về nhà được? Hôm nay là ngày vui của hai đứa cơ mà. Mẹ Châu hoảng hốt tiến lên và nắm lấy tay cô. Bà ấy nghe thấy tiếng em cô trong điện thoại và rõ ràng đang rất lo lắng nhưng mà chính bà ấy cũng đã để mặc con trai và con dâu ức hiếp cô phải không cả nhà này đúng là không bình thường châu thoại bảo vệ chị dâu đến mức ấy không biết đó là chị dâu hay là vợ nữa triệu khải nhanh chóng rút tay mình gì à tôi không dám gả vào nhà gì nữa hãy hủy bỏ đám cưới đi cái này làm sao có thể hủy bỏ đám cưới được mẹ châu lo lắng đến mức nhảy dựng lên kéo anh ta lại và nhắc nhở xin lỗi cô còn châu thoại thì cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời theo ông châu lấy tay đấm lên ngực tức giận và mắng to bất hiếu đồ nghịch tử khi thấy châu thoại bị mắng chửi tần hoa lập tức lao ra ngoài và nói với bà châu mẹ nếu không cưới thì thôi hôm nay không cưới thì nhục nhã cũng là nhà họ triệu bây giờ cứ để cô ta về xem ai mất mặt nghe những lời này mẹ châu run rẩy vì tức giận và tắt thẳng vào mặt tần hoa đủ rồi cô đã làm loạn nhà tôi chưa đủ hay sao cô còn muốn gì nữa mẹ châu gào khóc lên vô cùng trói tai sau đó có vẻ như ý thức được mình đã mất kiểm soát cắn răng nói với người thân bên cạnh đưa tần hoa đi đừng ở đây mà làm loạn nữa bị tắt một cái tần hoa giận dữ nhìn mẹ châu điên cuồng gào lên một tiếng cả nhà các người đều nợ tôi Gào xong cô quay người bỏ đi và kéo theo châu thoại. Triệu Dương đến rất nhanh, vừa bước vào cửa thì đã la lớn. Thằng khốn châu thoại đâu rồi, ra đây cho tao. Dám đánh chị tao à, mặt mũi mày lớn quá rồi. Triệu Dương, với bản tính trẻ trung nóng nảy, dẫn theo một nhóm bạn bè chiêm lĩnh cả phòng khách. Điều này khiến bố mẹ Châu run rẩy sợ hãi. Này, Triệu Khả, con định làm gì thế? Hãy nói đỡ với em trai con đi, chuyện gia đình mình cần gì phải làm ầm lên như thế. Mẹ Châu vừa lùi về phía sau, vừa đẩy cô ra để can ngăn Triệu Dương. Triệu Dương lạnh lùng khinh bỉ. Gia đình, các người cũng xứng làm gia đình ư. Cả nhà các người mờ ám không biết xấu hổ đã đành, còn dám đánh chị tôi nữa. Tôi nói này, nếu không gọi Châu Thoại ra mà xin lỗi chị tôi, thì hôm nay không có đi đâu cả. Triệu Dương ngồi phịch xuống ghế sofa một cách oai vệ, sau lưng là rất đông bạn bè tạo nên khí thế lấn lướt tất cả đều trẻ tuổi và cao to khỏe mạnh nên nhanh chóng khiến bạn bè và họ hàng của nhà châu thoại đang định bước lên phía trước đều phải sợ hãi không dám lên tiếng triệu khả quay đầu lại nhìn bạn thân hứa đường cậu nói với em trai tôi đấy à không thể để cậu bị ức hiếp mà không làm gì được hứa đường gật đầu đáp cô ấy là bạn thân của cô cũng là bạn gái của triệu dương mối quan hệ của hai người bọn họ cực kỳ thân thiết triệu dương đến với thái độ rất cương quyết nên những người trong nhà châu thoại không còn cách nào khác là phải lôi hắn ta ra khỏi phòng anh ta nhíu mày khi nhìn thấy triệu dương còn chưa chính thức gả vào nhà mà đã để em trai đến nhà chúng tôi lớn tiếng người phụ nữ như cô quả nhiên không đáng để cưới vậy thì tôi thực sự cảm ơn anh triệu khả lạnh lùng ngồi xuống cạnh triệu dương Thực ra hôm nay anh ta nên cảm thấy may mắn vì em trai cô đã đến. Nếu không với tình nóng nảy của cô, có lẽ cô đã tắt hỏng mặt anh ta rồi. Dù Triệu Dương ở ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng ở nhà thì cũng thua dưới tay cô. Châu Thoại, hôm nay anh đã đánh chị tôi à? Triệu Dương chỉ vào mũi anh ta và hỏi. Châu Thoại sợ hãi nuốt nước bọt và lùi lại một bước. Là chị cậu đã đánh chị dâu tôi trước vậy ai là người bắt chị tôi phải quỳ xuống ngay khi triệu dương lên tiếng châu thoại liền trở nên yếu thế anh ta cắn môi và nhìn cô với vẻ tức giận chị cậu cũng đã đánh trả mà nói xong thì anh ta chỉ vào má mình đang sưng lên chẳng phải anh xứng đáng bị đánh hay sao triệu khả xoa xoa cổ tay mình và đưa nó về phía em trai tay tôi đánh đau hết cả rồi triệu dương giật giật khóe miệng như là đang cố nín cười mà liếc mắt nhìn châu thoại rồi quát lớn châu thoại anh cho là nhà họ triệu chúng tôi chết hết rồi hay sao không không triệu dương cháu đừng hiểu lầm hôm nay chỉ là một sự cố bất ngờ thôi khả khả lấy vào nhà chúng ta chúng ta sẽ đối xử tốt với con bé mẹ châu vội vã lên tiếng can ngăn em trai cô triệu dương vung tay lên không cho bà ta cơ hội tiếp cận cưới xin cái gì mà cưới một gia đình như thế này chị tôi không lấy khách sạn thì người nhà chúng tôi tự tiếp đãi, họ hàng nhà các người thì tự mình lo. Cái này một đám cưới tốt lành làm sao lại có thể không tiến hành được cơ chứ? Mẹ Châu lo lắng tiến lên kéo Triệu Khả, nhưng bị Hứa Đường và những người khác ngăn lại. Nghe nói không cưới nữa, Tần Hoa từ trong nhà bước ra, trong khi mọi người đang vừa tức giận xen lẫn ngượng ngùng thì cô ta lại đứng bên cạnh Châu thoại với nụ cười rạng rỡ. Triệu Khả quay đầu lại cười với cô ta và nói: có ai dám cưới tôi hay không không cần cô lo chỉ là sau hôm nay tôi muốn xem ai còn dám bước chân vào nhà họ Châu các người khuôn mặt Tần Hoa lập tức trở nên lạnh lẽo có vẻ như cô ta muốn lao đến và giằng co với cô nhưng lại e sợ em trai cô sau khi ra khỏi nhà họ Châu em trai đã dẫn cô đến một cửa hàng quần áo gần đó Triệu Khả mua tặng một bộ quần áo rồi thay bộ đồ cưới trong xe rồi mới đến khách sạn tại khách sạn bố mẹ Triệu đã sớm nghe nói về chuyện nhà họ Châu. Dù rất tức giận, nhưng họ vẫn giữ thái độ lịch sự để xin lỗi những người đến chúc mừng, đồng thời trả lại tiền mừng và mời họ ăn một bữa. Đối với họ hàng nhà họ Châu, hai người bọn họ trả lại tiền mừng, nhưng không quan tâm đến phản ứng của họ. Bố mẹ Triệu nhìn thấy cô trở về mà xót xa không thôi. Mẹ Triệu ôm cô khóc nức nở nói. Lỗi tại mẹ, lỗi tại mẹ ngày trước chỉ nghĩ rằng Châu Thoại là người tốt, không ngờ hắn lại là thằng khốn nạn như vậy. Bố Triệu cũng vỗ về vai cô và nói rằng ông ấy không nên giúp cô lấy chồng. Bố, mẹ, chị gái trở về là tốt rồi. Hôm nay chị ấy đã mệt lắm rồi. Để chị ấy nghỉ ngơi trước đi. Triệu Dương biết cô đang buồn nên đưa cô lên tầng 2 của khách sạn và thuê riêng một phòng để cô nghỉ ngơi. Cũng đỡ phải mất công về nhà. Trước khi vào phòng, Triệu Dương tiến lên ôm lấy cô và vỗ về nói. Chị yên tâm, Mọi việc còn lại cứ giao cho em Sau này chị cứ thoải mái ở nhà Chị và hứa đường em đều nuôi được Triệu khả vừa cảm động vừa buồn cười Vỗ nhẹ vào đầu em ấy Rồi mới vào phòng nằm xuống Cảm giác ba tháng qua Thật sự như là mơ vậy Khi bắt đầu ở bên châu thoại Quả thật cô thấy anh ta ở mọi mặt đều tốt Trong ba tháng qua Anh ta cũng đối xử với cô rất tốt Rất tôn trọng Và không có hành động nào vượt quá giới hạn chỉ là không ngờ rằng, chỉ mới là ngày đầu tiên kết hôn, hắn đã làm như vậy. Liệu có phải là muốn làm cho cô một trận hạ màn đầy kinh hỉ không nhỉ? Triệu Khả hơi bối rối, quyết định không suy nghĩ nữa, trực tiếp leo lên giường và ngủ một giấc thật sâu đến tận khi trời tối mịt. Khi tỉnh dậy lần nữa, tiệc tùng ở tầng dưới đã tan từ lâu. Cô mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Hứa Đường đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt tái mét, cầm điện thoại ra vẻ căng thẳng. Tiếng cãi vã dữ dội vang lên từ điện thoại của cô ấy. Triệu Khả nhíu mày nói, "Cậu đang xem chửi nhau ngoài đường đấy hả?" Vừa quay đầu nhìn thấy cô tỉnh dậy, Hứa Đường nhìn cô với ánh mắt đau lòng, sau đó nhìn chiếc điện thoại với vẻ ấp úng khó nói. Khi cô ấy định tắt màn hình điện thoại đi, cô lại nhìn rõ mặt mình trong video, người đàn bà tranh chua đang chửi mắng là cô. Triệu Khả nhanh chóng tiến lên hai bước, giật lấy điện thoại và xem rõ nội dung bên trong không biết ai đã quay lại video hôm nay trong đó cô là một nàng dâu xấu xí không kính trên nhường dưới không tôn trọng chị dâu cô tạt chị dâu một tách trà nóng tát chồng hai cái và còn gọi em trai mình đến nhà chồng gây chuyện cuối cùng là bị đuổi khỏi nhà trong phần bình luận đều là những lời chỉ trích nói rằng cô là nàng dâu tham lam không biết chừng mực triệu khả nhìn hứa đường với vẻ hoang mang tớ tham lam không biết chừng mực ư người ta nói lý do cậu như vậy là bởi vì đột ngột đòi sinh lễ lớn. Khi về nhà chồng thì đòi một khoản tiền lớn mới chịu kính trả. Nhà châu thoại không chi trả được khoản tiền đó, nên cậu liền nổi giận đánh người. Hứa đường cắn răng, tức giận nhìn chằm chằm và trích điện thoại trong tay cô. Dáng vẻ của cô ấy như thể muốn nuốt chừng chiếc điện thoại. Triệu khả gật đầu và cười nhẹ một tiếng. Thật là một câu chuyện hay đấy. Cậu còn cười được, bây giờ cả mạng xã hội đều đang chửi cậu đấy hứa đường giận dữ không thôi cô thấy trong phần bình luận đều là màn đối đáp của cô ấy với Nitizen. có vẻ như cô bạn nhỏ của cô đã phải chịu không ít ấm ức trong lúc cô đang ngủ chị yên tâm em sẽ đi tìm châu thoại ngay bây giờ chắc chắn là họ đã làm chuyện này nói xong triệu dương đứng dậy muốn đi nhưng cô đã ngăn cản em ấy lại thôi đi em đừng đi nữa tính tình nóng nảy của em đi rồi cũng chỉ làm cho người ta có cơ cắn mình thôi nhưng cũng không thể kệ như vậy được bây giờ trên mạng họ chửi chị không ra cái gì cả triệu dương tức giận vào lúc này điện thoại của triệu dương reo lên cái gì tại sao mấy thứ trên mạng đều la giả đó là họ vu khống được thôi mỗi lần triệu dương nói một câu khuôn mặt cậu ấy lại càng thêm u ám chuyện gì vậy triệu khải nhíu mày nhìn về phía triệu dương hỏi triệu dương cắn răng nói với khuôn mặt tái đi Công ty bảo rằng ảnh hưởng của dư luận quá lớn, cái danh em vợ độc ác của em đã ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, hiện bắt em phải tự nguyện từ chức hoặc là công ty sẽ sa thải. Triệu khả tức đến nỗi suýt nữa là không thở được, tức giận muốn cầm dao đi hỏi lãnh đạo của em trai, đầu óc có vấn đề hay không? Sự thật chứng minh, bọn họ đúng là một gia đình, làm việc gì cũng nóng nảy, nếu không thì hôm nay cũng chẳng để lại bằng chứng cho nhà Châu thoại. Xin lỗi là do chị đã ảnh hưởng đến em. Triệu Khả vỗ nhẹ vào vai Triệu Dương, cảm thấy một chút đau lòng xen lẫn oan ức. Chị ơi, chị nói gì vậy? Chuyện này từ đầu đến cuối cũng không phải là lỗi của chị. Mà nói đi cũng phải nói lại, việc từ chức cũng tốt. Em từ lâu đã không muốn làm việc này nữa rồi. Từ lâu em đã muốn tự mình ra ngoài khởi nghiệp. Trước đây em không tiện nghỉ việc, giờ đây cũng là đúng lúc. Triệu Dương vẫn luôn an ủi cô, trong điện thoại tin nhắn của ba mẹ triệu cứ liên tục được gửi đến họ an ủi cô đừng suy nghĩ nhiều nói rằng họ đều ổn nên cô đừng lo lắng nhưng càng nói như vậy thì cô càng chắc chắn rằng họ đã phải chịu không ít lời mắng chửi cuộc hôn nhân kết thúc như thế này quả là lần đầu tiên trong đời triệu khả ngồi xuống ghế sofa bên cạnh triệu dương trong lòng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn mở điện thoại để trả lời tin nhắn từ bạn bè thân thiết và cô đã tìm được tài khoản cá nhân của nhiếp ảnh ra hôm nay. Anh trai, phiền anh gửi cho tôi bản video hôm nay được không? Người đàn ông kia trả lời rất nhanh. Cô gái, chỉ đợi cô hỏi tôi thôi. Gia đình nhà trai thật sự không phải là người tử tế. Họ có lên mạng phỉ bán cô. Tôi muốn lên tiếng binh vực cô, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của cửa hàng. Thật sự tôi xin lỗi. Anh thợ ảnh vừa xin lỗi cô vừa đồng thời gửi video hôm nay đã quay lại nhìn những lời an ủi của người thợ ảnh cô tự nhủ đen không thể biến thành trắng trắng cũng không thể bị làm cho đen đi được triệu khả đang chuẩn bị chia sẻ đoạn video thì nghe thấy hứa đường bên cạnh tức giận nói cái ả tần hoa này đúng là loại không biết xấu hổ triệu khả nhướng mày hỏi có chuyện gì vậy hứa đường đáp nhà họ châu thật là nhanh nhẹn tần hoa đã đồng ý nhận lời phỏng vấn sự việc mới chỉ xảy ra chưa đầy một ngày mà đã sắp xếp được một cuộc phỏng vấn rồi. Triệu Khải nhăn mày nhìn sang điện thoại của Hứa Đường, trên màn hình, Tần Hoa đã thay một bộ váy liền thân màu hồng, mặt mà trang điểm một lớp make up tự nhiên tinh tế, đôi mắt to tròn long lanh nước, vừa đẹp lại vừa đáng thương khi cố gắng kìm nén nước mắt. Cô ta ngồi trên giường, vươn ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má. Tôi đã về nhà họ Châu năm 6 năm nay, anh trai của Châu Thoại bận rộn làm việc bên ngoài suốt năm suốt tháng không thể chăm sóc gia đình, nên tôi mới là người quán xuyến tất cả mọi thứ trong nhà. Vì thế Châu Thoại luôn tôn trọng tôi. Lần này cưới xin, cậu ấy cũng vì tôn trọng mà để Triệu Khả cung kính dâng trà cho tôi. Ai ngờ, ai ngờ lại làm cho Triệu Khả tức giận như vậy. Giọng nói điệu đà của cô ta phát ra từ điện thoại. Mỗi cử chỉ đều được như tính toán kỹ lưỡng, đẹp đẽ và cảm động. À đàn bà này thật sự biết cách nói dối mà không chớp mắt. Hứa đường tức giận nói Giọng của cô ta thật sự khó nghe Đây chính là giọng trà xanh đó Triệu khả hoàn toàn đồng tình và gật đầu Bây giờ phải làm sao Cứ để cô ả vu an cho cậu sao Hứa đường tức giận ném điện thoại xuống ghế sofa Dường như vẫn chưa hết giận Lại ném tiếp xuống thảm Triệu khả nghiêm túc nghi ngờ Nếu không phải chiếc điện thoại là đồ mới mua Chắc chắn cô ấy đã ném vỡ nó mất rồi Triệu khả vừa ăn ủi cô ấy Vừa đăng ký một tài khoản mạng xã hội tải lên video do nhiếp ảnh ra ghi lại. Video rất đầy đủ và rõ ràng. Cô chỉ tăng tốc độ cho từng đoạn video chứ không hề cắt ghép. Bắt đầu là video cô gõ cửa, nửa tiếng sau đó liên tục đăng tải một loạt video. Ôi, vẫn là khả khả thông minh, họ có thể đăng video, chúng ta cũng có thể mà. Hứa Đường thấy vậy thì phấn khích không thôi, thậm chí còn giúp cô sửa lại phần mô tả. Dám đăng video thì dám đừng cắt ghép chứ. Xong còn liền tay chi 2 triệu mua cho cô gói quảng cáo ngay tại chỗ Triệu khả cười nói cô ấy lãng phí tiền Nhưng cô nàng chỉ vào điện thoại của cô và bảo Tiền này tớ tiêu thấy vui Cho tôi cây búa, đập chết hắn đi Triệu Dương thấy vậy cũng liền lấy điện thoại ra ngay tại chỗ Mua cho cô gói quảng cáo trị giá 2 triệu Hai đứa ngốc này chắc là có quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu Đủ rồi, chủ đề này đã đủ nóng rồi Không cần phải mua thêm quảng cáo nữa nhưng Triệu Dương vẫn nói Không được, em muốn nhiều người hơn nữa Thấy được bộ mặt thật của nhà họ Châu Sức mạnh của tiền bạc thật sự tuyệt vời Video cô đăng rất nhanh Đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Họ xem từng cái một Rồi xem hết tất cả những video Chưa qua chỉnh sửa mà cô đăng tải Khi thấy cô đứng gõ cửa 30 phút đồng hồ Thì đã có người tức giận mắng mỏ Để cô dâu ở ngoài cửa gọi nửa tiếng Nếu là tôi thì đã nổi điên từ lâu rồi cô gái này tính tình thật tốt đúng vậy với một gia đình như thế may mắn là chưa kết hôn nhưng điều này cũng không phải là lý do để tăng giá tiền thách cưới hơn nữa còn có việc tạt nước trà vào người chị dâu người phụ nữ này bản thân cũng có vấn đề cả gia đình đều là những người khó ưa nhà trai lẫn nhà gái đều như nhau đáng bị khóa chặt vào nhau sau đó khi đến video tần hoa yêu cầu cô quỳ gối dâng trà Châu Thoại không những không ngăn cản mà còn yêu cầu cô quỳ gối dâng trà cho chị dâu. Đến đoạn bắt cô quỳ xuống xin lỗi thì mọi người trên mạng đều tức giận. Vừa mới xem video chị dâu phỏng vấn, lúc phỏng vấn chẳng nói rằng mình yêu cầu cô dâu quỳ gối dâng trà. Lúc phỏng vấn không hề nói rằng mình giữ cô dâu ra ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ, còn diện đối như là cô dâu vậy. Mối quan hệ giữa chị dâu và chú rể không bình thường đâu. Chú rể đánh người trước, xỉ nhục cô dâu như vậy nếu tôi là cô dâu tôi đã dùng dao rồi làm gì còn cho anh ta cơ hội để bôi nhọ tôi gia đình chú rể thật là kinh tởm dư luận nhanh chóng đổi chiều chỉ sau nửa tiếng những người từng mắng cô đã quay đầu đi mắng cả nhà châu thoại triệu khả cười nhạt mà vẫy chiếc điện thoại trong tay nhìn em trai và hứa đường nói chỉ cần có sự thật trong tay thì không sợ họ bịa đặt nói về việc bịa đặt cô hỏi hứa đường video bịa đặt trước đây là tài khoản nào đăng cậu có giữ được bằng chứng không? Hứa đường nghe vậy thì cười nói. Yên tâm đi, bằng chứng tớ đã giữ lại hết rồi. Sáng hôm sau, Triệu Khả đã đến văn phòng luật sư do bạn bè giới thiệu, thuê luật sư giỏi nhất thành phố, chuẩn bị kiện đối phương về tội phỉ bán. Chuỗi bằng chứng của cô rất chặt chẽ, kiện là thắng chắc. Còn về chủ nhân của tài khoản kia, chúng ta khởi kiện sau đó có thể yêu cầu phía nền tảng mạng xã hội cung cấp thông tin của đối phương Luật sư rất chuyên nghiệp và cũng đưa ra cho cô nhiều lời khuyên. Yêu cầu của cô rất đơn giản, cô muốn kiện người phát tán tin đồn cho đến mức họ phải chịu trách nhiệm nặng nề. Luật sư gật đầu cười và đáp, "Cô chịu làm công tác thu thập bằng chứng ban đầu tốt như vậy, nếu không đạt được yêu cầu này thì đó là lỗi của tôi." Vì thế khi mạng xã hội đang dậy sóng, cô đã đăng tải bài viết là thư luật sư kèm theo đó là dòng chú thích, "Hãy cẩn thận khi phát ngôn." Thư luật sư đã được gửi đi cho đầy 20 phút Thì cô nhận được cuộc gọi của Châu Thoại Chuyện đám cưới đã qua vài ngày Anh ta chưa từng đến tìm cũng không hề xin lỗi cô Nghe nói bố mẹ anh ta đã yêu cầu đến xin lỗi và mời cô quay trở lại Nhưng anh ta không chịu Nói rằng không bao giờ cưới một người đã làm tổn thương chị dâu của mình Chịu khả, cô nhất định phải làm đến mức này sao? Trong điện thoại anh ta gần như đang nghiến răng và nói tài khoản đăng video phỉ báng ban đầu là của em trai Tần Hoa. Vì vậy người cô kiện chính là em trai của Tần Hoa. Anh ta rõ ràng đang vô cùng rốt ruột. Khi các người bịa đặt tin đồn, sao không nói xem mình đã làm những việc gì không thể tha thứ? Triệu Khả cười khẩy và đáp trả. Trước giờ tôi không nhận ra, hóa ra cô là người có lòng dạ đầy mưu mô. Cô đang ghen tị với tình cảm mà tôi dành cho chị dâu ư. Tôi nói cho cô biết, muốn bước vào cửa nhà tôi thì phải biết đối xử tốt với chị dâu. Cô rút lại đơn kiện ngay bây giờ, tôi sẽ cưới cô về nhà, nếu không thì thôi." Châu Thoại nói. "Châu Thoại, anh đang cầu xin tôi rút đơn kiện đúng không?" Triệu Khả hỏi. Đầu dây bên kia im lặng, anh ta tưởng rằng chỉ cần nói sẽ cưới cô là có thể nắm giữ được cô. Nhưng cô muốn vạch trần mục đích thực sự rằng anh ta đang cầu xin cô. Khi cầu xin người khác thì phải có thái độ như cầu xin triệu khả lạnh lùng nói vào điện thoại châu thoại vẫn không nói gì không biết bao lâu sau thì sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt và sắp cúp máy thì bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ miễn cưỡng của châu thoại tôi cầu cô đấy triệu khả em trai tần hoa đang chuẩn bị thi công chức cậu ấy không thể có tiền án chỉ cần cô rút đơn kiện tôi nhất định sẽ cưới cô triệu khả thực sự không nhịn được mà trợn tròn mắt xin lỗi nhé nếu không có câu cuối cùng thì tôi còn có thể xem xét. Nhưng với câu cuối cùng đó, xin lỗi tôi không xem xét nữa. Tôi chắc chắn sẽ kiện. Đã dám bịa đặt thì hãy chuẩn bị đón nhận hậu quả đi. Nói xong thì cô liền cúp máy, không muốn nói thêm bất cứ điều gì với anh ta. Sau đó Tần Hoa cũng bắt đầu gửi tin nhắn cho cô. Ban đầu cô ta còn nói nhẹ nhàng xin lỗi, bảo rằng mình đã sai và muốn gửi lời xin lỗi đến cô nhưng khi cô mặc kệ làm ngơ thì cô ta từ việc xin lỗi đã chuyển sang chửi mắng những lời chửi của cô ta càng ngày càng tục tĩu và khó nghe triệu khả vừa chụp màn hình để làm bằng chứng vừa nhắn tin trả lời cô ta hình như cô cũng muốn trở thành bị cáo đấy nhỉ sau đó cô ta mới không gửi tin nhắn nữa vào đúng tối ngày cô gửi thư luật sư cô nhận được một tin nhắn riêng trên mạng xã hội lý do mà tin nhắn này nổi bật và cô chú ý đến là vì cô gái này đã thẳng thắn nói ngay từ đầu rằng cô ấy là vợ cũ của Châu Thoại. Điều này thực sự làm cho cô ngạc nhiên. Dù cô và Châu Thoại chưa đăng ký kết hôn vì dự định sẽ đi làm thủ tục sau đám cưới, nhưng cô đã tìm hiểu rõ và biết anh ta chưa từng kết hôn lần nào. Lúc hủy hôn lễ, cô còn mừng rỡ vì hai người bọn họ chưa kịp đăng ký kết hôn. Triệu Khả đã theo dõi tin nhắn và thêm trang cá nhân của cô ấy. Cô hỏi Cô là vợ cũ của Châu Thoại Tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện anh ấy kết hôn mà Cô ấy trả lời rất nhanh Không nghe thấy là bình thường Chúng tôi kết hôn khi tôi mới 19 tuổi Chưa đủ tuổi đăng ký Tôi chỉ ở nhà anh ta chưa đầy một tuần lễ Rồi về nhà mình và sau đó ly hôn Điều này thực sự làm cho cô bất ngờ Cô ấy nói Người chị em Chị thật là mạnh mẽ Cuối cùng cũng khiến gia đình hắn ta phải nếm cảm giác đau khổ Chị không biết đấy Bây giờ mỗi khi nhớ đến nhà họ Tôi vẫn thấy buồn nôn Hóa ra cách đây vài năm Nhà cô gái này gặp khó khăn Cha mẹ triệu ấy đã quyết định tìm một gia đình Cho cô ấy rất giá Để có thể nhận được một số tiền sinh lễ Dù vậy Châu Thoại cũng là người con rể được họ chọn lựa kỹ lưỡng Với mong muốn cô gái không phải chịu khổ Sau khi kết hôn Nhưng không ai ngờ tới Cô gái này mới bước chân vào nhà đã phát hiện Châu Thoại chẳng hề muốn kết hôn và càng không muốn lấy cô từ đêm cô ấy bước vào nhà châu thoại chưa từng ở cùng một phòng với cô ban đầu cô ấy nghĩ rằng đối phương phản đối hôn nhân sắp đặt lúc đó cô cũng không quan tâm lắm và nghĩ rằng mình có thể từ từ làm cho châu thoại mềm lòng nhưng rất nhanh cô ấy đã phát hiện ra rằng châu thoại không ngủ trong phòng thân hôn vào buổi tối mà lại ngủ trong phòng của chị dâu cô ấy mới biết rằng châu thoại đã có quan hệ lén lút với chị dâu của mình cô gái này cũng rất nhanh nhẹn không làm âm mỹ mà lén lút điều tra. Mất một tuần để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hóa ra anh trai của Châu Thoại, mấy năm trước tứ quân ngũ trở về, công việc ổn định rồi nên muốn kết hôn. Gia đình liền giới thiệu anh ta cho Tần Hoa. Tần Hoa có thế mạnh ngoại hình, vì thế luôn tự cao tự đại và không coi ai ra gì. Khi gặp anh trai Châu Thoại, một người lính xuất ngũ có khí chất mạnh mẽ, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, gia cảnh tốt, thì Tần Hoa đã nhanh chóng rung động sau khi được giới thiệu tần hoa đã quyết định nhắm đến người đàn ông này anh trai châu thoại cũng yêu thích nhan sắc của tần hoa hai người gần như là tình yêu xét đánh chỉ sau một tháng quen biết thì đã đăng ký kết hôn sau khi tổ chức tiệc cưới tần hoa đã chuyển đến sống cùng với nhà họ châu chỉ là sau khi kết hôn tần hoa mới phát hiện ra anh trai châu thoại rất nóng tính lại hay cáu kỉnh lúc nổi giận còn đánh vợ cô ta không chịu nổi nên hàng ngày cãi nhau với anh trai châu thoại nếu anh ta đánh cô ta thì cô ta lại sẽ đi kiện lên hội liên hiệp phụ nữ. Giang co là như vậy, nhưng hai người kỳ lạ này lại không ly hôn, một người tính tình nóng nảy luôn đánh vợ, một người đủ tàn nhẫn để báo cảnh sát bắt chồng. Cuối cùng hai người trở thành một đôi oan gia. Sau đó anh trai Châu Thoại quyết định ra nước ngoài làm trong ngành hàng hải và kể từ khi anh ta đi, không hề liên lạc với gia đình, cũng không gửi tiền về nhà. Nhà họ Châu dường như hoàn toàn dựa vào một người phụ nữ là Tần Hoa để duy trì. Còn Châu Thoại thì sao? Là người nhỏ nhất trong nhà, mọi chuyện đều được Tần Hoa chăm sóc, từ đó dần dần phát sinh tình cảm với chị dâu. Tần Hoa cũng thấy Châu Thoại có ngoại hình đẹp trai, lại dịu dàng chu đáo hơn chồng mình, nên nhanh chóng rung động. Không lâu sau thì hai người đã quấn quyết không rời. Chỉ là chuyện này rất nhanh, cũng đã bị bố mẹ Châu biết được. Và vào lúc này, Tần Hoa đã mang thai đứa con của Châu Thoại. Bố mẹ anh ta thực sự không thể chấp nhận được sự ô nhục này trong gia đình nên đã nghĩ ra một kế hoạch. Đứa bé của Tần Hoa sinh ra sẽ dưới danh nghĩa là con của người anh trai. Họ nghĩ rằng nếu Châu Thoại cưới vợ và có một gia đình riêng, có lẽ anh sẽ không còn gian díu với Tần Hoa nữa. Ai ngờ, Châu Thoại đã quyết tâm chỉ muốn lấy Tần Hoa và hoàn toàn không đồng ý kết hôn. Cô gái nói chuyện với cô chính là người trong khoảng thời gian đó bị cha mẹ Châu dùng cái chết để ép buộc, bắt Châu Thoại phải cưới về. Sau khi biết được sự thật, cô vợ cũ không suy nghĩ mà quay ngay về nhà. Gia đình cô cũng hối hận vì không tìm hiểu kỹ mà đã gả cô đi, liền giữ cô lại ở nhà. Khi gia đình nhà họ Châu tìm tới, họ đã thẳng thắn nói ra mọi chuyện và ly hôn. May mắn là chưa làm đám cưới chính thức, chưa sống chung nên cô gái không mất mát gì nhiều chỉ tiếc rằng dù ban đầu là lỗi của nhà họ châu nhưng họ lại cưỡng chế lấy lại số tiền sinh lễ và còn tung tin xấu về cô gái khắp nơi còn nói rằng cô tham tiền đòi hỏi một số tiền sinh lễ cao ngất ngưởng mới khiến hôn sự này không thành cô ấy nói rằng bây giờ đưa cháu gái của châu thoại thực ra là con ruột của anh ta nghe câu chuyện của vợ cũ triệu khả mới biết cô đã bị lừa thế nào trước khi cưới mỗi lần châu thoại đưa cô về nhà Chị dâu và cháu gái của anh ta lại không bao giờ ở nhà. Hóa ra là để tránh cho cô phát hiện sự thật. Triệu Khả đã gửi những bản ảnh chụp cuộc trò chuyện với vợ cũ của Châu Thoại vào nhóm gia đình. Mẹ Triệu tức giận đến mức lập tức gọi điện cho người đã mai mối cho cô, bà cô Tam. Bà cô Tam vốn đã không vui vì chuyện cô hủy hôn nên khi nhận cuộc gọi của mẹ Triệu đã nhanh chóng chế nhạo. Cũng không biết con bé Khả Khả nhà các người là vàng mười hay là thế nào mà được cưng chiều đến mức đánh chồng ngay trong đám cưới. Con bé khả khả nhà chúng tôi chính là vàng mười đấy thì sao? Bà có khả năng thì cứ để cháu gái bà cưới vào nhà họ Châu xem nào. Bà già, tôi tôn trọng bà là người lớn tuổi, nhưng bà lại đối xử với con gái tôi như thế đấy à? Tần Hoa đã sinh cho Châu Thoại một đứa con gái. Nhà họ loạn luân à? Bà còn giới thiệu người như vậy cho khả khả. Bà định làm cái gì chứ? Mẹ Triệu tức giận đến mức bật khóc bà cô tam ở đầu dây bên kia điện thoại nghe thấy lời này thì giật mình cái này mẹ của khả khả cô nói thật đấy à thì có gì mà không thật vợ cũ của châu thoại đã nói ra hết rồi bà có biết hắn ta có vợ cũ không ôi chao mẹ khả khả tôi tôi cũng chỉ là người bị lừa mà thôi cô yên tâm nhà họ nếu dám làm như vậy với khả khả tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho họ đâu sau khi cúp điện thoại mẹ triệu cũng lau khô nước mắt và nhắn tin cho cô khả khả yên tâm nhà họ châu từ trên xuống dưới ba đời đừng hòng tìm được đối tượng ở đất này nữa khi bố triệu kể lại cho cô nghe chuyện này cô không thể không ngưỡng mộ mẹ mình thực sự là cao tay quá mà dù sao chuyện này một khi đã đến tai bà cô tam thì cũng như đã lan truyền khắp nơi ở địa phương nhỏ bé này rồi ba ngày sau châu thoại cùng bố mẹ và tần hoa chặn ngay trước cửa nhà cô khả khả mày có phải là người đã bịa đặt cháu gái là con của tao không mày kiện em trai của tần hoa về tội bịa đặt chính mày cũng thế mày nghĩ rằng nhà tao không thể kiện mày à châu thoại chỉ vào mũi cô và mắng chửi hôm nay triệu dương không ở nhà mẹ triệu bị họ làm cho sợ đến nỗi chân run rẩy triệu khả vội vàng tiến lên đứng chắn trước mặt bố mẹ mình kiện đi anh nhất định phải kiện đứng có mà không kiện lúc đó hãy để cho quan tòa cùng với toàn thành phố này xem xét những chuyện ghê tởm của nhà anh việc tôi có bịa đặt hay không chính anh là người biết rõ nếu cảm thấy chuyện chưa được lan truyền rộng rãi thì xin mời cứ việc đưa ra tòa có lẽ vì cô tỏ ra quyết liệt khiến cho cả nhà họ lúc đó có phần sợ hãi thế nên khí thế của họ cũng giảm bớt đi dù sao thì việc lan truyền chuyện nhà tao ra ngoài như vậy cũng là phạm tội châu thoại vẫn cố chấp và cãi lại cô Triệu Khả lạnh lùng cười một tiếng. Vậy thì anh cứ đi báo cảnh sát đi. Nếu báo được tôi sẽ xin lỗi. Tôi sẽ chúc mặt toàn bộ người dân trong thành phố xin lỗi anh. Có lẽ cách xin lỗi của cô đã khiến họ cảm thấy bị đe dọa. Chỉ thấy gia đình châu thoại đều im lặng. Triệu Khả thậm chí còn nhìn thấy Tần Hoa vì không có cách đối phó với cô. Nên cắn chặt hàm răng tức giận. Thái Dương cũng nổi gân xanh. Cô ta nhìn cô với đôi mắt đầy thù hận. Nếu không cưới thì số tiền sinh lễ phải trả lại cho chúng tôi dính lễ triệu khả bị tức cười chỉ bấy nhiêu tiền sinh lễ của nhà các người ấy à vẻ mặt châu thoại có một chút ngượng ngùng bởi vì ban đầu hắn nói gia đình gần đây có chút khó khăn hỏi cô số tiền sinh lễ có thể ít một chút được không nhà cô vốn không quan tâm đến chuyện sinh lễ nên cũng chẳng để ý chỉ cần họ đưa một ít tiền biểu tượng là được hơn nữa số hồi môn mà cô chuẩn bị còn không hề ít căn nhà hiện tại họ đang ở nói là mua cho cô và châu thoại làm nhà mới nhưng sổ đỏ chỉ viết tên châu thoại triệu khả không thèm khát tiền sinh lễ của họ tự nhiên càng không thèm khát cái nhà thậm chí chủ động mua toàn bộ đồ nội thất để làm hồi môn sau khi nhà cửa được trang hoàng xong xuôi mẹ châu lại nói là không muốn rời xa con trai muốn sống chung với nhau trong nhà mới lúc đó gia đình châu thoại đối xử với cô rất tốt khiến cô cảm thấy mình đã hòa hợp với họ nên cũng không từ chối Nhà tân hôn của cô nhưng cuối cùng họ là người đến ở trước một tháng. Nhưng mà đồ đạc và thiết bị điện tử đều là cô mua. Số tiền cô chi ra chắc chắn không chỉ là 3 triệu 6. Châu Thoại với vẻ mặt lạnh lùng nói. Dù là 3 triệu 6 thì cũng là tiền sinh lễ mà nhà chúng tôi đã cho. Cô không chịu cưới thì tất nhiên là phải trả lại cho chúng tôi. Được, 3 triệu 6 tôi trả. Nhưng những đồ nội thất và thiết bị điện tử là tôi mua. Các người không nghĩ là cũng nên hoàn tiền lại cho tôi sao? nghe nói cô còn đòi tiền mẹ châu vội vàng lên tiếng bà ta lùi lại một bước và chuẩn bị thế phòng thủ làm sao có thể được là cô không chịu cưới chứ không phải là chúng tôi không muốn cưới tại sao chúng tôi phải trả tiền cơ chứ tại sao tôi không cưới trong lòng các người chắc cũng rõ ràng ban đầu tôi cũng đã định coi như là bị chó cắn số tiền đó không cần nữa nhưng bây giờ các người lại chủ động đòi tiền sinh lễ tôi thực sự phải nói rõ ràng khi đó tôi mua những món đồ nội thất đó tốn không chỉ là 3 triệu 6. Tôi khuyên các người nên nhanh chóng trả lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ kiện đến cùng. Triệu khả phủi hai bàn tay, lạnh lùng nhìn nhóm người này. Vừa nghe thấy từ kiện, Tần Hoa đã hoàn toàn bị kích thích. Cô là một con đàn bà hèn hạ. Chính cô ghen tị với tôi nên không chịu cưới. Tại sao cô lại phải hại chúng tôi? Em trai tôi đã bị cô hủy hoại. Cô biết không, con đàn bà hèn hạ này cô ta như bị điên mà lao về phía cô ba mẹ triệu thấy vậy hết sức sợ hãi vội vàng bảo vệ cô đứng sau lưng họ còn nhà họ châu thấy tần hoa động thủ tất cả lại cùng hợp sức giúp cô ta triệu khả vừa gọi điện cho bảo vệ tòa nhà vừa cố gắng kiểm soát tần hoa còn mẹ châu thì thẳng tay tóm lấy tóc của mẹ triệu mẹ triệu là người phụ nữ điển hình khu phố cổ lúc nào cũng dịu dàng hiền lành chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như thế này một mặt bà cố gắng giải thoát mẹ châu một mặt cố gắng bảo vệ cô. Nhưng cuối cùng lại bị mẹ Châu đẩy ngã xuống đất, ngã từ trên cầu thang xuống. Dù bậc thang không cao, nhưng cú ngã này vẫn khiến cô và bố Triệu hết hồn. Thấy mẹ Triệu lăn xuống bậc thang, cả nhà họ cũng bị dọa sợ. Họ cũng không làm ẩm mỹ nữa, tất cả đều lùi về một bên và nhìn mẹ Triệu với vẻ mặt lo lắng. Bố Triệu và cô vội vàng chạy xuống xem, thấy chán mẹ Triệu đã bị chảy máu, trong lòng cô đau đớn chỉ muốn khóc. Chuyện này không liên quan gì đến tôi, bà ấy tự không đứng vững rồi ngã xuống thôi, không liên quan gì đến tôi cả." Mẹ Châu vừa xua tay vừa cố gắng thoái thác trách nhiệm. Triệu Khả quay đầu, ánh mắt hung tợn chỉ vào cả nhà họ và nói, "Các người đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu." Lúc này bảo vệ của tòa nhà cũng đã đến. "Chị Triệu, xảy ra chuyện gì vậy?" Thấy tình trạng của mẹ Triệu, bảo vệ cũng giật mình. Triệu Khả chỉ vào nhà Châu thoại và nói, Đừng để họ chạy mất. Họ đã đánh người. Hãy báo cảnh sát giúp tôi. Tôi sẽ kiện cho đến khi các người phải bán nhà bán cửa. Có lẽ vì biểu hiện của cô quá đáng sợ, nên sắc mặt của cả gia đình họ tái mét trong nháy mắt. Ngay vậy bảo vệ tòa nhà vừa ngăn cản gia đình họ bỏ trốn, vừa giúp cô gọi cảnh sát và xe cứu thương. Lúc này Triệu Khả không còn tâm trí để quan tâm đến gia đình họ nữa. Sau khi thốt ra lời hăm dọa, thì quay lại kiểm tra tình hình của mẹ Triệu, đồng thời gọi điện cho em trai vì tài khoản camera giám sát ở cổng nhà là do em cô quản lý. Nghe điện thoại, Triệu Dương tức giận đến mức muốn về nhà để đánh người. Không cần phải quay lại, em đi thẳng đến đồn cảnh sát, chị sẽ đưa mẹ đi làm giám định thương tích. Triệu Khả cố gắng bình tĩnh, bảo Triệu Dương mang theo video đến đồn cảnh sát ngay lập tức. Nghe nói phải làm giám định thương tích, mẹ Châu tỏ ra hoảng hốt. Chỉ là rước ra một chút, có cần làm giám định thương tích không? Triệu Khả đứng dậy, nhìn bà ta một cách lạnh lùng cách đây vài ngày bà ta còn tỏ ra thân thiện với cô triệu khả cũng đã từng nghĩ bà ta là một người mẹ chồng tốt dễ chịu bây giờ cô mới biết những gì trước đây chỉ là bà ta giả vờ mà thôi bất chợ cô cảm thấy mình trước đây quá hiền lành đến nỗi cả nhà họ thực sự nghĩ rằng cô dễ bắt nạt hóa ra những bức thư của luật sư với họ đã không còn tác dụng răn đe nữa cảnh sát đã đến rất nhanh khi cảnh sát đến xe cứu thương cũng vừa tới. Triệu Khả vừa giúp nhân viên y tế đỡ mẹ lên xe cứu thương, vừa kể lại sự việc cho cảnh sát. Mẹ Châu thấy cảnh sát tới, liền ngã lăn ra đất ngay trước mặt họ. Tần Hoa thấy vậy, la lên một tiếng, "Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ đừng làm con sợ." Cái cách mà cô ấy hét lên, người không biết còn tưởng là mẹ Triệu ấy đã chết. Cảnh sát hiểu rõ tình hình, nhìn bà ta cũng biết được bà ta đang làm trò gì họ tỏ ra không quan tâm tới màn diễn xuất này một cảnh sát tiến lại kiểm tra tình hình cho mẹ châu rồi quay sang nhân viên y tế và nói tiện thể đưa đi luôn đi đến bệnh viện kiểm tra xem nếu là giả vờ thì đó là hành vi cản trở công vụ có thể bị tạm giam giữ luôn đấy mẹ châu nghe nói có thể bị tạm giữ mắt bà ta trừng lên miệng la to và nói anh cảnh sát anh không thể tạm giữ tôi được nói xong thì bà ta lật người ngồi dậy Tần Hoa lúc này ở bên cạnh đang diễn cảnh khóc lóc, đành ngượng ngùng hạ tay đang run rẩy xuống. Cảnh sát thấy bà ta tự ngồi dậy thì cười nhẹ nói. Được rồi, vậy nếu không sao thì cùng tôi về đồn để làm biên bản nhé. Mẹ Châu liên tục lắc đầu. Anh cảnh sát, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Bà ấy tự té xuống. Bà ấy đang cố tình gây dự đấy, anh biết mà. Còn Châu Thoại thì với khuôn mặt tối đen, ánh mắt chăm chăm nhìn cô nói. Triệu khả, cô thật sự muốn đưa mẹ tôi vào đồn cảnh sát sao? Cô quên rồi ư, mẹ tôi đã tốt với cô như thế nào? Hắn ta còn mặt mũi nói hay sao? Cô giúp mẹ triệu lên xe và bảo bố cô đưa mẹ tới bệnh viện làm giám định thương tích. Còn mình thì chuẩn bị đi cùng những người này đến đồn cảnh sát. Triệu khả lạnh lùng quay lại nói. Cứ yên tâm, không chỉ có mẹ anh, cả nhà anh, ai cũng không thoát được đâu. Ở đồn cảnh sát, mẹ Châu vẫn còn cãi cùn nói rằng chuyện này không liên quan gì đến bà ta tần hoa ngồi trong phòng hòa giải khóc lóc bản lĩnh lúc nãy khi xông vào đánh người bỗng bay đi đâu mất cô ta thậm chí còn nắm lấy tay của viên cảnh sát trẻ phụ trách hòa giải dùng đôi mắt đẫm lệ đầy vẻ tội nghiệp và nói anh cảnh sát thực sự không phải lỗi của chúng tôi là triệu khả đã bịa đặt chuyện về tôi tôi không thể chịu đựng được nên mới đánh người viên cảnh sát trẻ tỏ ra không kiên nhẫn rút tay mình ra và hỏi có nghĩa là cô thừa nhận mình là người đầu tiên động thủ đúng không?" Tần Hoa sững sờ, không thể tin được, nhìn sang viên cảnh sát trẻ bên cạnh và nói: "Nhưng cô ấy bị chuyện về nhà tôi mà. Bịa đặt thì cô có thể kiện cô ấy, nhưng đó không phải là lý do để cô đánh người." Giọng của viên cảnh sát nghiêm túc và vang dội, ánh mắt đầy vẻ công bằng nhìn thẳng vào Tần Hoa. Châu Thoại thấy Tần Hoa bị uy hiếp thì lập tức tỏ ra không hài lòng, anh ta ôm Tần Hoa vào lòng và nói: Đồng chí cảnh sát, anh đã làm cô ấy sợ hãi. Nếu anh tiếp tục thái độ như vậy, tôi sẽ khiếu nại anh đấy. Viên cảnh sát cười khẩy vì thái độ ngờ ngạch của Châu Thoại, mạnh mẽ gõ bàn và quát. Các người dừng lại đi, đồn cảnh sát là chỗ để làm gì? Quay lại nhìn xem, trên tường viết phòng hòa giải kia kìa. Các người tưởng là chỗ nào, ôm ấp nhau ở đây. Nếu cảm thấy không hài lòng với dịch vụ ở đây, thì chúng ta có thể chuyển sang phòng thẩm vấn ngay bây giờ nhờ có sự kiên quyết của viên cảnh sát mà cuối cùng gia đình này cũng yên lặng chỉ có mẹ châu vẫn lẩm bẩm rằng mọi việc không liên quan gì đến bà ta triệu dương đến rất nhanh nhìn thấy gia đình họ châu triệu dương đã lao tới may mà viên cảnh sát bên cạnh kịp thời ngăn cản đồng chí cảnh sát xem này đây là gia đình họ triệu họ cứ thô lỗ như vậy ngay cả trong đồn cảnh sát cũng dám đánh người các anh phải minh oan cho chúng tôi mẹ châu thấy thế thì liền khóc lóc nếu chặt tay áo của viên cảnh sát và chỉ tay vào em trai cô mà vu khống. Triệu Dương bị viên cảnh sát ngăn lại cũng dần lấy lại lý trí đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn chăm chằm vào nhà châu thoại. Các người làm mẹ tôi bị thương tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Nói xong Triệu Dương lấy điện thoại ra tìm đến đoạn video giám sát của ngày hôm nay và trực tiếp giao nó cho cảnh sát. Đồng chí cảnh sát tôi muốn kiện họ vì cố ý gây thương tích. Viên cảnh sát nhìn vào bản ghi giám sát đưa ra trước mặt, đôi mắt cũng trở nên sâu kín hơn. Anh ta đưa chiếc điện thoại cho một nữ cảnh sát bên cạnh và nói: lấy bằng chứng xuống. Gia đình họ Châu thấy có video giám sát, thì liền hoảng sợ, hết hẳn thái độ hung hăng. Mẹ Châu và Tần Hoa đều tái mét mặt mà ngồi xuống ghế. Chỉ có Châu Thoại vẫn cố chấp tranh luận. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi nhiều lắm chỉ là xô xát lẫn nhau, không phải là cố ý gây thương tích. Viên cảnh sát trẻ lạnh lùng nhớ mày nhìn anh ta một cái. Theo như hình ảnh giám sát, người phụ nữ bị thương không hề chủ động đánh người, chỉ đang cố gắng bảo vệ con gái của mình. Triệu Dương đã sử dụng hình ảnh từ camera giám sát trong điện thoại của mình, cùng với bản giám định thương tích mà bố Triệu đã lấy từ bệnh viện, cuối cùng đã khiến mẹ Châu phải vào tù 15 ngày và bồi thường 200 triệu. Ban đầu Triệu Dương không chịu bỏ qua và định kiện họ, nhưng đã bị cô ngăn lại rời khỏi đồn cảnh sát triệu dương tức giận nói chị tại sao không kiện họ cả nhà họ đáng bị trừng phạt mới phải triệu khả đáp lại đúng vậy họ cần phải trải qua khổ cực thì mới nhớ được nhưng chỉ kiện họ thôi thì chỉ sợ rằng họ sẽ không nhớ lâu đâu triệu khả lắc đầu ý chị là gì triệu dương nhìn cô với ánh mắt khó hiểu triệu khả vỗ nhẹ vào đầu em và nói với ý sâu xa em đã từng nghe câu Kẻ xấu sẽ có kẻ xấu trừng phạt chúng chưa? Triệu Dương vẫn chưa hiểu. Em trai cô hơi rốt ruột, muốn hỏi cô dự định gì. Nhưng cô không nói gì nữa, chỉ kéo em trai và bố về nhà. Dù sao, mẹ Triệu cũng đã bị thương vì cô hôm nay. Làm sao cô có thể bỏ qua cho gia đình họ? Về đến nhà, mẹ Triệu đã nằm trên giường. Từ nhỏ bà đã lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ. Sau này trưởng thành luôn có chồng chăm sóc. Và giờ đây lại bị thương vì con gái của mình Nhận thấy sự ái náy của cô Mẹ Triệu liên tục an ủi nói Khả khả Chỉ cần con không sao là mẹ vui rồi Sau khi an ủi bố mẹ và em trai Cô quay trở lại phòng Và tìm thấy số điện thoại Mà vợ cũ của Châu Thoại đã giúp cô hỏi được Triệu khả gửi đi một vài bức ảnh Chụp Châu Thoại và Tần Hoa ôm nhau Tại đám cưới qua tin nhắn Tất nhiên không phải từ số của cô Mà từ số một điện thoại Vô chủ mua trên mạng Mất một lúc lâu mới nhận được hồi âm từ phía bên kia Bạn là ai? Tôi là ai không quan trọng Điều quan trọng là Tần Hoa có một con gái Và đó là con của Châu Thoại Sau khi xác nhận rằng người ở đầu dây bên kia điện thoại Thực sự là anh trai của Châu Thoại Tên Châu Vấn Cô đã lấy sim ra khỏi điện thoại Bởi có những điều nói càng nhiều thì càng trở nên không đáng tin Do mẹ Châu bị tạm giam Cùng với việc em trai của Tần Hoa bị kiện gia đình họ Châu bận rộn đến nỗi lộn rộn không kể xiết. Họ cố gắng tìm mọi cách để giải thoát cho mẹ Châu. Họ cũng muốn tìm một luật sư giỏi để bào chữa cho em trai Tần Hoa. Nhưng với bằng chứng chắc chắn của vụ án em trai Tần Hoa cùng với danh tiếng rách nát của gia đình, rất ít luật sư sẵn lòng nhận lấy vụ án này. Cuối cùng Châu Thoại phải chi ra một số tiền lớn để thuê một luật sư bào chữa cho em trai Tần Hoa. Nhưng rốt cuộc cũng có ích gì. Chỉ 5 ngày sau khi hai tin nhắn đó được gửi đi, nhà họ Châu đã gặp sự cố. Theo lời của bà cô Tam, Châu Vấn, người không về nhà nhiều năm nay, đã trở về và nhìn thấy Tần Hoa ôm một cô bé 4 năm tuổi. Cô bé ấy gọi Tần Hoa là mẹ và gọi Châu Thoại là chú. Anh ta đỏ mắt tức giận khi chứng kiến cảnh tượng em trai ôm ấp vợ mình. Chưa kịp về nhà, Châu Vấn đã tát Tần Hoa một cái ngay tại cổng khu dân cư. Đồ rẻ tiền, đứa bé này là từ đâu mà có? Châu Vấn, người vốn không có tính tình dễ chịu chỉ với một cái tát đã làm cho khuôn mặt của tần hoa sưng húp cả lên châu thoại thấy người mình yêu bị đánh thì muốn đứng lên bảo vệ nhưng lại thấy đối phương chính là anh trai ruột thì không khỏi cảm thấy bất an anh anh mới về anh đang làm gì vậy phải tao mới về tao muốn hỏi xem đứa con hoang này từ đâu mà ra nói đến đây châu vẫn nhìn châu thoại với ánh mắt đầy hận thù như thể muốn ăn tươi nuốt sống châu thoại từ nhỏ đã sợ anh trai mình nên nhìn thấy tình hình này thì lập tức không dám nói gì nữa ai biết tần hoa tính tình hung ác nếu không cô ta cũng sẽ không chọc châu vấn tức giận bỏ nhà đi nhiều năm như vậy tần hoa không quan tâm đến việc mình đang ôm con liền hét lên với châu vấn con hoang đúng vậy nó cũng là con hoang của nhà họ châu tôi sẽ nói cho anh biết đây đây là con gái của tôi và châu thoại con bé còn phải gọi anh một tiếng bác đấy lời nói của tần hoa khiến cho châu vấn tức giận đến đỏ mặt anh ta không kiềm chế được mà tiến lên đạp một cái vào tần hoa cô ta hét lên đến đây mà đánh đi con cháu của anh anh đánh chết chúng tôi đi châu thoại thấy tần hoa đẩy con gái về phía trước lập tức hoảng sợ và vội vã kéo con gái về phía sau mình muốn tiến lên ngăn cản anh anh chúng ta nói chuyện về nhà về nhà rồi nói anh trai mày là ai Tao không có một đứa em trai loạn luân như mày. Khi nghĩ đến việc bị em trai mình cắm rừng, Châu Vấn tức giận không thể kiềm chế. Mày đợi đấy, tao sẽ giải quyết xong con đàn bà này, rồi sẽ tìm mày tính sổ. Nói xong, anh ta liền nhặt lấy vali của mình và ném về phía Tần Hoa. Cái vali trông có vẻ chứa đựng khá nhiều đồ đạc. Tần Hoa bị ném đến chóng mặt, nhưng miệng vẫn còn mắng chửi không ngớt. Tôi là đồ rẻ tiền, nhưng cũng được nhà họ Châu nuôi, anh ở ngoài chết không phải là tốt hơn hay sao sao lại mò về nghe tần hoa tiếp tục nguyền rủa mình châu vấn không thể chịu đựng được nữa anh ta tức giận nhìn chằm chằm và nói hôm nay nếu tao không đánh chết mày tao sẽ theo họ của mày nói xong thì anh ta nhặt lên một cây gậy bóng chày bằng gỗ từ đống hành lý giải rác trên đất và dơ cao cây gậy lên định đập xuống đầu tần hoa châu thoại sợ rằng tần hoa thực sự sẽ bị anh trai mình đánh chết nên đã tiến lên bảo vệ nhưng ai ngờ rằng việc này lại càng làm châu vấn tức giận hơn chỉ thấy châu vấn cầm gậy bóng chảy vung mạnh hơn đập liên tục vào đầu của châu thoại chỉ đến khi châu thoại bị đánh đến không dậy nổi thì châu vấn mới dừng tay lại tần hoa ở bên cạnh mặt toàn là vết máu đã lập tức hét lên thất thanh ban đầu những người hàng xóm xung quanh không ai dám can thiệp vì nghĩ đây là chuyện riêng nhưng giờ thấy tình hình có thể dẫn đến chết người khi thấy ánh mắt đỏ ngầu của châu vấn như ma nhập mọi người càng không dám lên tiếng chỉ có vài người can đảm đã gọi cảnh sát khi nghe tin bố của châu thoại vội vàng chạy ra ngoài cảnh tượng đập vào mắt ông chính là người con trai cả đã lâu ngày không gặp đang cầm gậy bóng chảy đứng như một con quỷ dữ còn trên mặt đất tần hoa đã ngất đi vì sợ hãi châu thoại bên cạnh cô ta cũng đã bất tỉnh đầu tổn thương nghiêm trọng bà cô tam là người giỏi kể chuyện khi bà kể lại sự việc thật sự cô cũng giật mình triệu khả đã từng nghe nói anh cả nhà họ châu có tính nóng nảy cô cố ý nhắn anh ta về chỉ để anh ta xử lý cặp đôi không ra gì đó nhưng không ngờ châu vấn lại tàn nhẫn đến vậy châu vấn chưa kịp bước vào nhà thì cảnh sát đã dẫn đi còn thằng châu thoại thì cũng được xe cứu thương đưa đi bà cô tam nói luôn miệng nhưng mắt thì không rời khỏi biểu cảm của cô có vẻ như bà muốn xem cô có phải đang khó chịu hay không bà luôn cảm thấy có lỗi vì đã giới thiệu gia đình ấy cho cô. Cả nhà họ xứng đáng với những gì họ đã làm. Triệu Khả nói một cách bình thản và quay lưng bước vào phòng mình. Sau đó luật sư nói với cô rằng vụ án của em trai Tần Hoa cũng đã được giải quyết. Theo yêu cầu của tòa, anh ta phải lên mạng xã hội xin lỗi cô. Ngoài ra hành động phỉ bán bôi nhọ của anh ta đã trở thành nguyên nhân khiến em trai cô mất việc. Tòa cũng yêu cầu anh ta bồi thường số tiền nhất định cho tổn thất tinh thần nhưng cô đã không còn quan tâm đến những điều đó nữa bởi vì gia đình nhà họ châu cùng nhà tần hoa giờ đây đã nổi tiếng trong khu phố nhỏ của bọn họ mẹ châu sau khi ra khỏi trại tạm giam phát hiện ra con trai út của mình đã bị con trai cả đánh thành tàn tật con trai cả hiện tại cũng đã bị bắt tù tội là không thể tránh khỏi bà ta cho rằng tất cả những điều này đều bắt nguồn từ tần hoa lúc đó bà tức giận đến nỗi lao đến nhà ngoại của tần hoa để tìm kiếm cô ả à. tuy nhiên mẹ châu cũng không phải là đèn cạn dầu khi đến nhà ngoại của tần hoa bà không chịu vào trong chỉ đứng ở cửa nhà họ lớn tiếng làm ẩm mỹ đòi tần hoa phải đến bệnh viện chăm sóc cho châu thoại đang tàn tật tất nhiên tần hoa đâu có chịu đi đóng cửa không ra ngoài nhưng việc mẹ châu làm ẩm mỹ mỗi ngày khiến họ không thể chịu nổi gia đình không có ngày nào là yên ổn người dân trong khu phố cũng chỉ trỏ về nhà họ hàng ngày hơn nữa em trai của tần hoa cũng bị chị gây họa khiến hắn vướng vào tiền án và không thể thi công chức vì việc này hắn tỏ ra oán giận với chị gái chỉ vài ngày sau tần hoa bị gia đình đuổi ra khỏi nhà không còn cách nào khác cô ta đành hàng ngày phải đến bệnh viện chăm sóc châu thoại hai tháng sau khi cô đưa mẹ triệu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đã gặp lại châu thoại mẹ triệu nói nhân tiện đến khoa nội thăm một người bạn cũ và khi đi ngang qua một phòng bệnh tiếng của tần hoa vang lên chua chát bảo bớt ăn mà không nghe không biết mình tiểu tiện không tự chủ à biết tôi dọn vệ sinh mất bao nhiêu công sức không thật là kiếp trước tôi nợ gia đình nhà họ châu các người rồi gặp phải hai anh em nhà các người toàn là lũ khốn nạn còn có gan nhìn tôi với ánh mắt đấy à nếu không phải mẹ anh nhất quyết bảo tôi đến chăm sóc cho anh anh tưởng tôi muốn đến à triệu khả vô thức liếc nhìn vào phòng bệnh đó quả nhân là tần hoa và châu thoại châu thoại lúc này đang nằm trên giường với vẻ mặt tuyệt vọng dáng vẻ tiều tụy khuôn mặt không hề có chút hồng hào rõ ràng là không được chăm sóc tử tế còn tần hoa đang đứng bên cạnh mặt lạnh lùng mắng mỏ anh ta có lẽ ánh mắt của cô quá rõ ràng cả hai người trong phòng đều nhìn về phía cô khi nhìn thấy cô tần hoa như con gà trọi chỉ tay vào cô muốn mắng chửi triệu khả lạnh lùng cười một tiếng và mở lời trước cô ta nghĩ kỹ trước khi nói Chỗ này có camera đấy. Có lẽ những lần chạm trán trước đây đã khiến cô ta có bóng ma tâm lý. Triệu Khả thấy cô ta cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, bước tới cửa đóng cửa. Mắt không thấy thì lòng không vướng bận. Nhìn cánh cửa phòng bệnh đã đóng, cô khinh bỉ cười một tiếng, nắm tay mẹ Triệu và đi thẳng về phía trước. Thực sự trong khoảnh khắc cửa đóng lại, cô đã thấy ánh mắt của Châu Thoại nhìn về phía cô, một ánh mắt đầy tuyệt vọng. Triệu Khả nghĩ vào khoảnh khắc đó, anh ta chắc hẳn hối hận, hoặc có lẽ không chỉ có vậy. Đi cùng mẹ đến thăm bạn, người bạn đó nhìn thấy cô còn thở dài. May mắn là trước đây cháu đã thấy rõ ràng không cố chấp làm dâu nhà họ. Nhìn nhà họ bây giờ xem, đâu còn giống một gia đình nữa. Triệu Khả mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy. Nói cũng đúng, người có phúc không vào nhà vô phúc. Bây giờ nhìn nhà họ trâu như thế lại nhìn em trai cháu. Nghe nói khởi nghiệp làm ăn rất phát đạt lúc trước bị sa thải cũng không hẳn là chuyện xấu nói đến em trai cô cảm thấy rất hạnh phúc lúc trước triệu dương bị sa thải đã quyết định cùng bạn bè khởi nghiệp và tận dụng đợt nổi tiếng của cô để dẫn dắt sự quan tâm cho dự án của mình trong thời gian ngắn như vậy công ty của em trai làm ăn rất thành công môi trường bệnh viện dẫu sao vẫn rất là ngột ngạt bọn họ nói chuyện một lát rồi chuẩn bị về nhà không biết hôm nay là ngày gì mà đến cổng bệnh viện cô liền thấy mọi người rúm lại thành một vòng tròn. Bên trong là tiếng mắng chửi tức giận của một người phụ nữ. Mặt dày không biết xấu hổ, cặp kè với chính em chồng của mình. Đã làm hại gia đình chồng như thế còn chưa đủ, còn đến quyến rũ cả chồng tao nữa. Hôm nay tao sẽ xé nát cái mặt này của mày xem, xem mày còn dám đi quyến rũ trai nữa không? Triệu khả cứ có cảm giác, lời này nghe không hợp luân thường đạo lý. Đang chuẩn bị kéo mẹ Triệu mau chóng rời đi, thì đám người ấy đột nhiên tản ra, hóa ra là trung tâm đám đông đã bắt đầu đánh nhau mọi người tản ra cô mới thấy rõ hóa ra người đó chính là tần hoa lúc này cô ta đang bị một người phụ nữ xé tóc vào quần áo người phụ nữ ấy sức lực rất mạnh tần hoa yếu đuối như thế không phải là đối thủ của cô ta trong chốc lát quần áo của tần hoa đã bị xé toạc tần hoa đành ôm tay che ngực và khóc nức nở bên cạnh có một người đàn ông thấp bé hơi hói đầu thấy thế thì liền vội vàng chạy đến ngăn cản nhưng không ngờ người phụ nữ ấy buông tần hoa ra và cho người đàn ông này một cái tát nảy lửa vào mặt cô ta đỏ mắt chỉ vào người đàn ông ấy và nói chu minh ly hôn đi lời nói này lập tức làm cho người đàn ông đó hoảng sợ không dám nói một lời nào triệu khả và mẹ nhìn cảnh tượng này đều sững sờ cái này là chuyện gì vậy đúng lúc ấy có một bệnh nhân đi dạo bên cạnh thấy hai người bọn họ trông mơ hồ liền chủ động mở miệng giải thích cho hai người bọn họ các bạn nhận ra người phụ nữ trên mặt đất không? Cô ta từng nổi tiếng một thời gian trước đây, cái người có quan hệ loạn luân với em chồng ấy, khiến gia đình chồng một người bị thương một người ngồi tù đấy. Em chồng bị liệt, cô ta thấy không vừa mắt nữa, liền lén lút qua lại với chồng của hiệu trưởng trường mẫu giáo của con gái cô ta. Đây này, bị hiệu trưởng phát hiện ra. Mẹ Triệu và cô đều mở to mắt, không ngờ tới mức này mà Tần Hoa vẫn dám làm loạn. Mẹ Triệu kéo cô vội vàng đi nhanh đi ra khỏi người này một chút cẩn thận cô ta bị xét đánh còn rước họa lây sang mình quý vị khán thính giả thân mến bộ truyện ngôn tình kịch tính và hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc hạ vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui sức khỏe Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.